Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài viện tử, hai tay chắp sau lưng nhìn đầu Đại Hùng mang theo vẻ say mê rời đi. Nhìn dáng vẻ quyến luyến, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại của Đại Hùng, hắn rất là cảm khái, cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt. Bởi thế, suốt nửa tháng tiếp theo, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài. Đều tinh tế tiền chọn một con thú rồi mang về. Mỗi lần đều nhìn những con thú kia bị dục thú hoa nuốt rồi lại nhìn chúng nó say mê trong đó không chịu rời đi. Nửa tháng qua đi, toàn bộ hung thú nằm trong top 200 đầu bảng hắn đều đã chọn hết. Ngoài 200 đầu thú trên da, trừ phi là một ít đầu hung thú đặc biệt. Thì hắn không chọn nữa mục đích cuối cùng của hắn là tạo ra một đầu chiến thú mạnh nhất thế nên hắn chỉ chọn những đầu hùng mạnh nhất hoặc những loại có tiềm lực cực lớn thậm chí đến cuối cùng tất cả những đầu hung thú từng phụng hiến cho dục thú hoa đều tụ tập trước trận pháp bên ngoài lầu các của bạch tiểu thuần mỗi lần thấy bạch tiểu thuần đi ra cả đám đều gào lên ầm ĩ hận không thể có cơ hội lại đi vào một lần nữa không được phụng hiến một lần là đủ rồi nhiều nữa sẽ tổn hại đến thân thể các ngươi bạch tiểu thuần cứng rắn tự tuyệt lại qua tiếp vài ngày ngay cả xuyên sơn giáp khổng lồ kia cũng đã phụng hiến xong bạch tiểu thuần bi ai phát hiện trong bách thú viện đã không còn thú để chọn bạch tiểu thuần trở nên sốt ruột bởi vì hắn biết sinh kỳ của dục thú hoa không dài một khi để qua khoảng thời gian này nó sẽ bắt đầu thai nghén không được a, à, chỉ những đầu hung thú này thì chưa đủ để bồi dưỡng ra được chiến thú mạnh nhất." Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền rời Bách thú viện đi vòng quanh bờ Bắc. Thời điểm hắn quan sát bách thú, hắn cũng để ý đến đám chiến thú của mấy tên đệ tử, không nói biết đến toàn bộ, nhưng cũng đại khái có ấn tượng. Biết rõ chiến thú của ai mạnh, của ai có tiềm lực lớn. Ta nhớ hình như một nữ đệ tử ngoại môn có chiến thú là một đầu khổng tước thì phải tiềm lực cũng rất lớn, chắc được chứ nhỉ. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đi đến nơi ở của nữ đệ tử kia. Chờ ở nơi đó cả buổi mới thấy được bóng dáng vị nữ đệ tử khá nổi tiếng, cỏ vẻ ngoài khá xinh đẹp trở về. Lập tức trên mặt Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười mà hắn tự nhận là ấm áp nhất bước mau tới trước. Uyển chuyển biểu đạt hắn nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy khổng tước phối hợp với hắn làm một ít việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện dục thú hoa hắn chưa nói ra những việc còn lại hắn đều nói rất kỹ càng. Thậm chí hắn vì lo lắng đối phương cụ tuyệt Bạch Tiểu Thuần còn giải thích thêm. Người yên tâm thời điểm phụng hiến tuyệt không tổn thương tới chiến thú. Có lẽ người không biết cái đám hung thú trong bách thú viện sau khi phụng hiến đều rất say mê. Muốn có lần tiếp theo nhưng ta lo chúng nguyên khí đại thương nên đều cự tuyệt. Nữ đệ tử kia mới đầu còn không hiểu hắn nói gì, không biết phụng hiến kia là ý gì nhưng sau khi nghe xong liền trợn chừng hai con mắt ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần trước mặt cuối cùng trong mắt đầy sợ hãi. Người, người, cái tên dâm tặc này, nàng thật không biết nên nói cái gì. Dậm chân một cái, tranh thủ thời gian cách bạch tiểu thuần càng xa càng tốt. Bạch tiểu thuần sửng sốt một chút có chút ủy khuất. Ta chỉ là mượn chiến thú ngươi dùng một chút thôi nha. Không đồng ý thì thôi, rõ ràng còn mắng ta dâm tặc. Bạch tiểu thuần ta không phải là dâm tặc bạch tiểu thuần có chút buồn bực rời đi cứ thế liên tiếp mấy ngày hắn tìm đến hơn trăm người nhưng không một ai đồng ý thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy quỷ dị bạch tiểu thuần thở dài nghĩ thầm nếu như tất cả mọi người đều không đồng ý thì thôi đi nếu thật sự không được cũng chỉ có thể lấy lui cầu tiến dùng cái đám hôn thú còn lại trong bách thú viện thôi thời điểm bạch tiểu thuần muốn buông tha trong tông môn lại truyền ra một tin đồn rất nhiều đệ tử lúc nhìn bạch tiểu thuần đều hiện lên vẻ cổ quái trụ đầu ghé tai nhau nghị luận nghe nói gì chưa bạch tiểu thuần có một cái ham mê đặc biệt mấy ngày nay hắn gặp người nào đều xin mượn chiến thú của họ nói cái gì mà phụng hiến ngươi không hiểu hàm nghĩa của phụng hiến là gì à đến 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 ta giải thích cho ngươi lại là ý tứ như vậy trời ạ à, bạch tiểu thuần hắn lại cùng thú trời ạ à, đây không phải sự thật đi những tin đồn này không biết phát ra từ đâu phảng phất như tất cả oán khí ác ý vô lực đối với bạch tiểu thuần của đám đệ tử bờ bắc từ trước giờ đều ẩn chứa trong này tin đồn càng truyền càng mãnh liệt đến cuối cùng thậm chí cũng thay đổi cả nội dung hết lần này đến lần khác đệ tử bờ bắc đối với cái này cực kỳ hứng thú tốc độ truyền bá nhanh cực kỳ chỉ mấy ngày sau Hầu như tất cả đệ tử đều nghe nói việc này. Có biết vì cái gì mà Bạch Tiểu Thuần vào bờ Bắc không? Chính là bởi vì hắn có ham mê đặc thù đối với hung thú a, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn có thể nghiên cứu ra phát tình đan. Nguyên lai là vì cái lý do này. Vì hắn cần, cho nên nghiên cứu chế tạo thôi. Thiền Kiều đều khác người a, ta chỉ hơi tò mò, hình như mục tiêu của hắn không phải là mẫu thú, mà là công thú thì phải. Trời ạ! À cái này ngươi cũng nghĩ được xịt chúng ta nhỏ giọng một chút ta mơ hồ đoán được chút ít nguyên nhân. Chấm chấm, lúc Bạch Tiểu Thuần nghe đến những tin đồn này, cả người như bị sét đánh. Khoa trương nhất là một lần hắn bắt gặp một nữ đệ tử tàn bộ dưới hoàng hôn với một đầu bích nhãn hắc miêu, vì tò mò nên hắn nhìn nhiều một chút nữ đệ tử kia liền hét toáng lên. Ôm lấy chiến thú xoay người bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần choáng váng, phi thường ủy khuất hắn muốn đi giải thích nhưng phát hiện những người này sau khi nghe mình giải thích xong từng người đều như bừng tỉnh đại ngộ nhưng hết lần này tới lần khác lại âm thầm tung tin đồn càng nhiều các ngươi quá khinh người rồi bạch tiểu thuần nổi giận bạch tiểu thuần ta khó khăn biết bao a à. ta một người lẻ loi hiu quạnh tiến vào bờ bắc tu hành một mực cẩn thận từng ly từng tí ai cũng không dám đắc tội làm người luôn cụp cái đuôi lại các ngươi rõ ràng còn khi dễ ta như vậy còn vu oan cho ta. Bạch tiểu thuần ánh mắt đỏ bừng, cắn răng gần từng chữ. Đây là các ngươi bức ta, đã vu oan ta như vậy, những đầu chiến thú kia ta sẽ tự mình bắt lấy. Đang lúc bạch tiểu thuần bị lửa giận thiêu đốt thì bỗng dưng sau lưng truyền đến tiếng gió. Hắn lập tức quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình không có gì, chỉ có cây đại thụ cách đó không xa đang lắc lư vài cái. Ngay sau đó, ngay lúc bạch tiểu thuần xoay đầu lại thì một đạo hắc ảnh vọt tới hắn bằng tốc độ cực nhanh. Hướng dưới bụng hắn vọt tới, cắn một phát là hơi thốn mũ mũ, hung hăng cắn mạnh một cái như muốn cắn xuống một miếng thịt trên người hắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã là ngưng khí tầng thứ 10. Đặc biệt là sau lần ngộ định đó, toàn thân giác quan đề cao ý thức trở nên linh mẫn hơn. Vừa phát hiện sự tình không đúng, mãnh liệt lui về sau cạch một tiếng, trong nháy mắt khi hắn lui về sau, một cái miệng to lớn đầy răng nhọn hoắt cách bạch tiểu thuần chỉ có nửa trường. Một cái cắn kia rơi vào khoảng không, lực lượng quá lớn, nhấc lên một cơn âm bạo mang theo vô tận hận ý, bóng đen này đúng là đầu đại hắc cầu kia. Hôm nay đêm tối tốc độ của nó so với ban ngày nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy lần thứ hai đánh lén bạch tiểu thuần không thành công, đầu đại cầu không chút do dự. Lập tức quay người bỏ chạy. Lại là ngươi ra đầu bạch tiểu thuần tê dần, mồ hôi lạnh chảy đầy người, chỉ thấy dọc sóng lưng có luồng khí lạnh chạy dài. Vừa rồi nếu hắn tránh chậm một chút thôi, cũng sẽ bị đầu cầu kia trực tiếp cắn trên người mình. Nghĩ đến hậu quả khi bị cắn, tâm thần bạch tiểu thuần run rẩy không dứt. Hắn không dám dùng bất tử trường sinh công đi đánh bạc. Đại hắc cầu chết tiệt, suýt chút nữa liền diệt đi một cái vinh quang gia tộc rồi mắt thấy đầu hắc cầu kia chạy trốn lập tức bạch tiểu thuần lửa giận ngập trời khinh người quá đáng đám đệ từ bờ bắc khi dễ ta cũng thôi đi ngay cả đầu đại cầu ngươi cũng khinh ta lần đầu thấy ngươi đáng thương nên ta tha cho lần này ngươi đừng hỏng trốn bạch tiểu thuần gào thét sau lưng xuất hiện đôi cánh thân thể nhoáng một cái tốc độ bạo tăng lập tức đuổi theo bầu trời tối đen bạch tiểu thuần đã đuổi theo được nửa canh giờ nhưng đầu đại hắc cầu kia tốc độ rất nhanh, lại quen thuộc địa hình nơi đây khiến hắn không thể nào đuổi kịp. Hắn vốn đang tức giận, lại bị đầu hắc cầu này đánh lén. Cộng thêm giờ phút này biết mình đuổi không kịp, lập tức khiến hắn như phát điên. Đầu đại hắc cầu này đã được hắn xếp vào vị trí thứ hai trên bảng tù hận trong lòng hắn. Vị trí thứ ba chính là con chim của chu trưởng lão, về phần vị trí thứ nhất. Đương nhiên không con nào khác ngoài con thỏ hay mách lẽo kia rồi dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng quyết bắt được ngươi. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần bắn ra ngân quang mãnh liệt bất tử trường sinh công được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Đôi cánh sao lưng vừa vỗ, từng trận nguyên từ chi lực xuất hiện tốc độ bạo tăng gấp 2. Quanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần hóa thành một đạo tàn ảnh kéo gần khoảng cách lại, đại hắc cầu phốc một tiếng, muốn chui vào cửa động gần đó. Thân cầu mới chui vào được một nửa, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, phóng tới trước, hai tay ôm chặt trong nháy mắt hắn chộp tới hai con mắt đại hắc cầu đỏ bừng hung hăng quay đầu không để ý tới nguy hiểm bản thân trực tiếp cắn tới phía dưới bụng bạch tiểu thuần thời điểm đại cầu này đánh lén còn không thành công thì đừng nói chi là giờ phút này bạch tiểu thuần đang nộ khí ngập trời không đợi đại hắc cầu cắn tới liền ôm ngao một tiếng bạch tiểu thuần liền một tay bắt trên cổ nó trực tiếp xách lên mặc cho đại hắc cầu dễ dụa như thế nào tay của hắn cứ như một cái kìm sắt. Khiến cho nó không thể nào thoát thân. Hừ, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng trở về bách thú viện vừa đi vừa cân nhắc làm thế nào trừng phạt con chó này lúc về đến viện. Quét mắt qua dục thú hoa, hắn liền có một chủ ý. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc ném đại cầu về phía trước trong nháy mắt liền bị dục thú hoa nuốt chừng sau một lúc lâu, dục thú hoa khẽ buông, đại hắc cầu bò ra ánh mắt của nó trừ điên cuồng cùng hận ý lại có thêm chút ít vẻ kỳ quái. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nó vẫn muốn xông tới hung hăng cán xé nữa. Bạch Tiểu Thuần không nói nhiều, lại sách nó lên ném trở lại. Lại một canh giờ qua đi, dục thú hoa buông ra, đại hắc cầu xuất hiện, ánh mắt vẫn điên cuồng. Lại bị Bạch Tiểu Thuần ném trở lại lại như thế thêm bốn lần, lúc đại hắc cầu bò ra lần nữa, bốn chân đều mềm nhũn, gục tại chỗ thở hồng hộc. Có sợ không? Bạch tiểu thuần hừ lạnh một tiếng. Lại đến chọc ta ta, không đợi bạch tiểu thuần nói xong, đại hắc cầu liền ngẩng đầu, dùng sức sông lại cắn bạch tiểu thuần, bạch tiểu thuần muốn nổi điên. Lại ném đại hắc cầu vào trong dục thú hoa thêm mấy lần, tính thêm năm lần trước nữa là chín lần. Sau chín lần, thân hình đại hắc cầu gầy đi hẳn một vòng mắt thấy bạch tiểu thuần lại muốn bắt nó ném đi đại hắc cầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết suy yếu dãy dụa khiến bạch tiểu thuần cũng mềm lòng biết sợ rồi sao sau này đừng chọc tới ta thời điểm thiên kiêu chiến ta thực không có biện pháp nào khác a à, bạch tiểu thuần cảnh cáo một phen liền đem đại hắc cầu quẳng ra lầu các, đại hắc cầu dùng chút thể lực còn thừa lại lết đi xa xa lúc đến một chỗ khuất nó ngừng lại ánh mắt tràn đầy mê mang mơ hồ trong đấy còn có chút dư vị. Dõi theo thân ảnh khuất dần của đại hắc cầu bạch tiểu thuần chìm trong suy nghĩ. Vừa rồi hắn cũng để ý thấy được thân hình đại hắc cầu chậm rãi gầy đi một vòng lớn. Một màn này làm cho hiểu biết của bạch tiểu thuần về dục thú hoa dục hóa sinh mệnh thêm chút ít. Hắn lại nghĩ đến hương thơm lúc hoa nở. Bên trong dục thú hoa này tồn tại một cỗ khí tức tác động đến thần trí hung thú tạo nên những ảo cảnh, mỗi loài hung thú khác nhau sẽ có ảo cảnh khác nhau ảo cảnh tác động lên hung thú, lúc chúng khí huyết tràn đầy, liền rút ra một tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết để dục hóa, vì vậy đại hắc tổ mới trở nên gầy gò, bất luận thế nào. Mục đích của nó là khiến cho tất cả hung thú trong ảo cảnh mất đi sức chống cự. Không hổ là dục thú trùng đã gần tiệt trùng, nói theo cách khác sự tồn tại của nó áp đảo trên tất cả hung thú. Tâm thần bạch tiểu thuần chấn độc dần dần hiểu ra giống như khi mũi hút máu, chúng truyền một chất gây cảm giác tê liệt, lúc dục thú hoa này hút lấy bản nguyên phản tổ chi huyết thì truyền chất gây sung sướng. Ngày ngày trôi qua, 7 ngày sau, mắt thấy thời kỳ nở hoa của dục thú hoa gần hết, nếu vẫn không có thêm hung thú nào có bản nguyên phản tổ chi huyết hùng mạnh, liền lãng phí đi dục thú trùng chân quý này. Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ tới nỗi hàm oan mà Bờ Bắc Vu hãm cho mình, thế là cắn răng một cái, ngay đêm hôm đó, nguyệt hắc phong cao, hắn lặng yên không tiếng động rời đi bách thú viện đã thật lâu không có làm loại chuyện như thế này rồi tuy rằng với thân phận của ta là ra loại sự tình này có hơi mất thể diện nhưng ta cũng hết cách a trong mắt bạch tiểu thuần lóe sáng hắn bay tới bay lui tại bờ bắc thẳng tới nóc của một tòa nhà sử dụng tốc độ nhanh nhất phóng vào trong trong ngôi nhà này có một đầu khổng tước xinh đẹp đang nghỉ ngơi không hề phát hiện nguy hiểm đang rình dập nó liền có một bàn tay nắm ở trên cổ đầu khổng tước dãy giụa nhưng thân thể bị một cỗ lực cường đại lôi dậy mảy may không phát ra một tiếng động gì thân thể liền mềm nhũn không cách nào dãy rủa nữa chỉ có thể mặc cho bạch tiểu thuần sách đi bạch tiểu thuần nhìn nhìn xung quanh đầy cảnh giác lúc phát hiện không ai chú ý liền phóng người tới địa phương tiếp theo rất nhanh trong tay hắn ngoài khổng tước kia còn có thêm một đầu thanh mãng hắn lại bắn về một phía khác tiếp tục công việc của mình Nửa canh giờ sau, bạch tiểu thuần mới một nắng hai xương trở lại bách thú viện, trên tay trái hắn sách một đầu khổng tước tay phải cầm lấy đầu dạ báo, dưới nách kẹp đầu bạch hầu. Trên thân quấn lấy một đầu thanh mãng, trên mặt tràn đầy kích động. Thu hoạch lớn A, bạch tiểu thuần đầy hưng phấn. Hắn biết thời gian cấp bách thế là hắn tiến thẳng ra hậu viện đem những đầu chiến thú này trói lại. Lập tức trước ném đầu khổng tước vào dục thú hoa mắt nhìn dục thú hoa nuốt lấy đầu khổng tước bạch tiểu thuần ở một bên phấn khởi chờ đợi. Không đợi lâu, khổng tước liền bị phun ra, trong mắt không phải là say mê đơn thuần nữa. Mà là đắm chìm trong những hồi ức tốt đẹp ấy, hiển nhiên ảo cảnh của nó không giống với đám hung thú khác. Không đợi nó kịp phản ứng, bạch tiểu thuần tranh thủ thời gian vô tới. Lại đem đầu thanh mãng ném qua, sau đó tranh thủ thời gian, mang theo đầu khổng tước về chỗ chủ nhân nó lần này khổng tức không hề phát ra một tiếng động nào cũng không dãy dụa nữa thậm chí tại thời điểm bạch tiểu thuần ra đi nó còn nịnh nọt cọ sát bạch tiểu thuần một cái trong mắt lộ ra vẻ chờ mong phảng phất như hy vọng bạch tiểu thuần lần tới mang nó đi nữa bị rút lấy một tia sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết thì không có ảnh hưởng gì nhưng nhiều hơn nữa đối với ngươi không tốt nghe lời đi đúng rồi đừng có nói chuyện này cho chủ nhân ngươi a à. Bạch Tiểu Thuần áp chế thanh âm đến mức nhỏ nhất nghiêm túc dặn dò, lập tức rời đi. Một đêm này đã dày vò Bạch Tiểu Thuần muốn chết. Đưa tiễn thanh mãng, đưa tiễn Bạch Hầu, rồi dạ báo. Tận lúc trời sáng hắn mới xong việc dù là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới những đầu chiến thú kia đều lộ ra vẻ không muốn và đầy mê luyến. Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt. Nhất là nhìn thấy dục thú hoa khỏe mạnh, hắn càng thỏa mãn làm việc này khiến cho đám chiến thú thỏa mãn, dục thú hoa hài lòng. Ta cũng mãn ý. Cái này nói rõ ta thật sự đang làm chuyện tốt a. À. Ngày hôm nay bạch tiểu thuần rất là cao hứng. Thời điểm ánh nắng phủ xuống, hắn đón gió, hất cái cầm nhỏ lên tiếp tục ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày, hắn đã sớm quen việc dễ làm rồi. Mặc kệ đệ tử nội môn hay ngoại môn, đều là mục tiêu của hắn mỗi đêm đều tối đa bốn đầu chiến thú nhiều hơn nữa hắn cũng không kịp đưa chúng trở về trước hừng đông bạch tiểu thuần làm chuyện này rất cẩn thận lại do tu vi của hắn cao thâm tốc độ lại cực nhanh nên những ngày này từ đầu đến cuối không có vấn đề gì xảy ra duy chỉ có thời điểm ban ngày lúc đám chiến thú được phụng hiến trong âm thầm kia nhìn thấy bạch tiểu thuần thì lập tức vui vẻ muốn tiến lên nịnh nọt hắn đám đệ tử Chủ nhân của chúng đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chiến thú của mình lúc trước còn lộ vẻ bất thiện với Bạch Tiểu Thuần, lúc này rõ ràng lại đưa ra bộ mặt nịnh nọt. Nhao nhao kinh ngạc, cả đám lập tức câu thông với chiến thú của mình, nhưng lại chẳng có đầu nào hồi đáp lại. Nửa tháng qua đi tại hậu viện, Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý nhìn dục thú hoa dựa theo kế hoạch của mình không ngừng thu được bản nguyên phản tổ chi huyết, đầu chiến thú mạnh nhất cũng đang ổn định phát triển. Thế là mỗi khi đêm về, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm ra sức. Khuya hôm nay, mây đen phủ đầy trời, che kín cả ánh trăng, mặt đất tối đen, Bạch Tiểu Thuần trên tay sách một con nhím. Trên vai khiêng một đầu hung nghiêu, đem hai con chế ngự, không cho chúng nó phát ra một chút âm thanh nào. Liền lặng yên tiến đến một tòa nhà khác, đích nhãn hắc miêu, Bạch Tiểu Thuần mắt lộ kỳ quang. Hắn từ đầu đến cuối vẫn thèm thuồng đầu chiến thú này, giờ phút này đang muốn hành động đột nhiên, trong bóng tối, một đôi mắt xanh xuất hiện. Một tiếng gầm nhẹ tựa như tiếng mèo kêu vang lên rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Cảnh giác như vậy, Bạch Tiểu Thuần lắp bắp kinh ngạc, tiếng mèo kêu truyền khắp bốn phía. Không ít người bừng tình. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lui về sau một chút nhưng vào lúc này, đầu bích nhãn hắc miêu kia lại vọt thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Như muốn ngăn chờ kẻ kia đào tẩu nhất là trong ánh mắt đầy nhân tính hóa của nó, còn lộ ra vẻ trào phúng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần giận dữ, nếu đổi lại lúc khác. Hắn thu thập con hắc miêu này rất dễ dàng, nhưng bây giờ hắn lo sợ bị phát hiện, liền triển khai cặp cánh sau lưng một cái, bầy tốc độ cao nhất chạy trốn. Hắn chân trước vừa đi, thì từng thân ảnh từ bốn phía xuất hiện. Tiếng mèo kia mang theo lực lượng truyền khắp cả bờ bắc, hắn một đường chật vật thật vất vả mới tránh thoát được đám đệ tử bờ bắc trở lại đường nhỏ tại bách thú viện bạch tiểu thuần thầm hận đầu hắc miêu kia đến nghiến răng nghiến lợi phải nghĩ biện pháp khác đầu hắc miêu kia quá cảnh giác rồi đang lúc bạch tiểu thuần đau đầu thần sắc khẽ động thân thể cấp tốc tránh đi một đại hắc ảnh từ bên cạnh lướt qua thật nhanh âm thanh cắn mạnh truyền ra lại là ngươi bạch tiểu thuần đang rất bực tức giờ phút này nhìn thấy bóng đen vừa lướt qua kia là đầu đại hắc cẩu liền lập tức nổi điên hai lần trước đại hắc cầu đánh lén một kích không chúng lập tức bỏ chạy nhưng lúc này nó lại không rời đi lại mang theo vẻ điên cuồng cùng hung tàn thêm cả hận ý một lần nữa vọt tới lấy sự linh hoạt cùng tốc độ đặc trưng của giả hành thú bạch tiểu thuần phải dốc toàn lực mất thêm một khoảng thời gian mới có thể bắt lấy nó nhưng bây giờ nó không chạy rất nhanh liền bị bạch tiểu thuần chế ngự đêm nay còn thiếu một đầu liền lấy ngươi thay thế bạch tiểu thuần oán hận nói hắn liền sách theo đại hắc cầu đang dãy rụa về viện. Đầu tiên để hung nghiêu cùng con nhím đi phụng hiến. Cuối cùng mới đưa đầu đại cầu vẫn đang cự lực dãy rụa vào trong dục thú hoa. Sau khi đem con nhím kia cùng đầu hung nghiêu trở về, hắn dành thời gian một ngày này, hung ác cho đầu đại cầu phụng hiến 15 lần. Cho đại hắc cầu một cái giáo huấn khó quên. Đợi đến thời điểm đại hắc cầu gần hấp hối, bạch tiểu thuần mới hung hăng ném nó ra ngoài lần sau nếu ngươi lại dám đánh lén ta, ta liền biến ngươi thành con chó khô. Bạch Tiểu Thuần cả giận nói. Đầu đại hắc cẩu gian nan bỏ dậy, tranh thủ thời gian chui vào trong rừng, chờ tới lúc không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nữa. Nó ghé vào chỗ tối, lẻ lưỡi liếm bờ môi, sâu trong mắt hiện vẻ say mê. Lại mấy ngày qua đi, vẫn như thường lệ, đêm khuya Bạch Tiểu Thuần hành động. Bất qua đối với sự cảnh giác của bích nhãn hắc miêu, Bạch Tiểu Thuần rất đau đầu hắn muốn mạnh mẽ bắt lấy. Nhưng lại bất hạnh phát hiện đầu hắc miêu này lại trốn bên trong phòng chủ nhân nó không đi ra. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, chỉ có thể không cam lòng mà buông tha, tiếp tục tuyển chọn các chiến thú khác nhưng trong lòng hắn Thủy chung vẫn không bỏ được. Khuya hôm nay, sau khi hắn đem một đầu thiềm thử trả về chủ nhân nó, trên đường trở lại, bỗng nhiên dừng lại, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn sượt qua. Âm thanh quen thuộc lần nữa truyền đến như những lần trước vẫn la đại hắc cầu tinh thần phấn chấn đứng nơi đó, không hề chạy trốn mà lại hung ác nhe răng. Một bộ dáng lại muốn vọt tới. Bạch tiểu thuần trợn mắt hốc mồm, rung động trước sự chấp nhất của đại hắc cầu, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cổ quái. Trước đó bạch tiểu thuần không nghĩ nhiều. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, đại hắc cầu không hề chạy trốn, hoàn toàn buông tha cho tốc độ của mình, thậm chí lần đánh lén vừa rồi, bạch tiểu thuần có cảm giác tự hồ chỉ có bộ dáng, lực cán yếu đi không còn hung tàn như mấy lần trước. Chẳng lẽ ngươi đang cố ý? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc hỏi. Nguyên bản đại hắc cầu đang muốn lao ra nhưng lại nghe được câu này liền ngừng lại. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không hề gầm giống, cũng không nghe răng, không xông tới, cứ như thế mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thần sắc cổ quái, không thèm để ý đến đại hắc cầu. Lách qua nó rồi bay nhanh đầu đại hắc cầu rõ ràng đi theo sau, một đường theo bạch tiểu thuần về tới lầu các vào trong sân viện. Vừa về đến nơi, cái đuôi đại hắc cầu kích động lắc tới lắc lui, phóng tới gần dục thú hoa. Vậy mà tự mình nhảy vào, bạch tiểu thuần nhìn thấy muốn lồi con mắt thần sắc càng thêm cổ quái. Nhất là sau khi hắn nhìn thấy đại hắc cầu phụng hiến xong. Vừa bỏ ra không rời đi mà lại nhảy vào trở lại, tới tới lui lui, cho đến hoàng hôn ngày hôm sau. Rõ ràng đầu đại cầu này phụng hiến bảy tám lần. Cái này, cái này, nhiều sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như thế, ngươi không muốn sống nữa à? Chết tiệt, rốt cuộc ngươi tiến vào ảo cảnh gì? Bạch tiểu thuần hít vào ngụm khẩu khí, một phát chụp lại đầu đại hắc cầu đang muốn tiếp tục lao vào dục thú hoa. Tranh thủ thời gian ném ra ngoài. Vốn đang định uy hiếp một chút chợt nội tâm khẽ nhúc nhích bạch tiểu thuần xoay chuyển lời nói dụ dỗ ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói, nói cho ngươi biết, lần sau nếu như ngươi muốn phụng hiến tiếp, đừng lại đánh lén ta. Chỉ cần ngươi bắt đầu bích nhãn hắc miêu lại đây, ta liền cho phép ngươi lại phụng hiến thêm lần nữa. Chính lúc đại hắc cầu khập khiễng tính rời đi, nghe đến đó liền dừng bước chân lại. Quay đầu ngó bạch tiểu thuần một cái, rồi quay đầu lại chạy đi. Khuya mấy hôm sau, đang lúc bạch tiểu thuần muốn ra ngoài tìm vài đầu chiến thú về, đột nhiên từ bên ngoài lầu các truyền đến tiếng chó sủa quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần đi ra xem thì thấy ở bên ngoài trận pháp con đại hắc cầu kia đang nghênh ngang đắc ý đứng ở nơi đó. Bên dưới móng vuốt chính là con bích nhãn hắc miêu cực kỳ cảnh giác kia chỉ bất quá là bây giờ con mèo đen này đang rất uể oải mặt ủ mày trao. Đại hắc cầu vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lại càng đắc ý hơn bắt đầu lớn tiếng sùa. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở trận pháp trận pháp này vừa mới mở, con đại hắc cầu nháy mắt đã vọt vào. Lao thẳng tới chỗ dục thú hoa. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút cảm thấy huyễn cảnh mà đại hắc cầu này thấy nhất định là không tầm thường. Thật sự là không muốn sống nữa sao? Bạch Tiểu Thuần thở dài, đi tới trước mặt bích nhãn hắc miêu, thấy con mèo đen này chỉ bị kiệt sức một chút, không có vấn đề gì. Lúc này mới cầm nó mang tới hậu viện, chờ tới hơn nửa ngày cho đến khi đại hắc cầu nhảy vào trong dục thú hoa lần thứ 10. Thì bị bạch tiểu thuần tóm lấy ném ra ngoài. Giờ phút này hắn vô cùng lo lắng, sợ đại hắc cầu này nếu như cứ nhiều lần đưa ra sinh mệnh bản nguyên phản tổ chi huyết như thế. Thì kế hoạch chiến thú mạnh nhất của mình có lẽ cuối cùng dục thú trùng được sinh ra. Chính là một con tiểu hắc cầu. Nghĩ tới loại khả năng này làm bạch tiểu thuần lập tức khẩn trương trong lòng hạ quyết tâm quyết không để cho đại hắc cầu này tiếp tục dâng hiến nữa nhanh chóng đem bích nhãn hắc miêu ở trong tay ném vào bên trong dục thú hoa. Nửa tháng sau đó, con đại hắc cầu kia tự hiểu quy củ, vì vậy mà cứ cách một ngày lại kéo đến một con chiến thú rất là uể oải tới, sủa to vài tiếng. Chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần mở cửa là lập tức xông vào rất là thành thảo. Mà mỗi lần, Bạch Tiểu Thuần đều muốn tự tiệt đại hắc cầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiến thú mà đại hắc cầu mang tới. Thì tâm thần lại chấn động. Con đại hắc cầu này giỏi thật nó làm sao biết là ta muốn đi bắt những con thú này cần phải biết là những con thú này đều bị chủ nhân trông coi rất kỹ hoặc là được đặt ở trong túi nuôi thú hoặc là ở trong động phủ nội môn bạch tiểu thuần thật sự không có cách nào cự tuyệt đại hắc cầu này tựa như nắm bắt được tâm lý của bạch tiểu thuần nên mỗi lần mang tới đều là chiến thú khiến cho bạch tiểu thuần phải động tâm thậm chí có một lần thế mà ngay cả chiến thú của một vị trưởng lão lạc nhật phong cũng bị nó kéo tới đáng chết, nếu nói như vậy thì đại hắc cầu này đã âm thầm theo ta không biết bao nhiêu lâu. Bạch Tiểu Thuần rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, rất hiển nhiên chỉ có một khả năng này. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nghiêng mắt nhìn đại hắc cầu không nhúc nhích ở bên trong dục thú hoa, cảm thấy con giả hành thú này chẳng những phi thường thông minh mà thực lực lại cường hãn, nhất là tốc độ, nếu không cũng không có khả năng đánh bại những con chiến thú này mà kéo tới đây. Thôi thôi, đây cũng là một tên đáng thương dù sao lúc trước ta cũng làm nó bị liên lụy nếu mỗi lần nó đều mang đến loại chiến thú này thì để cho nó dâng hiến thêm mấy lần cũng được chỉ là ta không muốn nó tiếp tục cũng là muốn tốt cho nó bạch tiểu thuần lắc đầu không tiếp tục để ý tới đại hắc cầu nữa trong mắt xoay chuyển nhìn về phía tứ đại sơn phong ta cần chiến thú cường đại hơn tứ đại hộ sơn thú hẳn là tốt nhất Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, lập tức rời khỏi lầu các đi tới thạch động luyện đan ở trong cổ thú thâm uyên. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, không ít đệ tử của bờ bắc đều cảm thấy có gì đó không thích hợp đã nhận ra được chiến thú của mình đều xuất hiện những hành động cổ quái thường xuyên kêu to ở trong đêm. Giống như là đang kêu gọi, nhất là con bích nhãn hắc miêu kia âm thanh lại càng sắc nhọn trong mắt thi thoảng lại lộ ra hồi ức giống như là ở bên trong huyễn cảnh kia nó trở thành vua của bách thú trí cao vô thượng ngay cả âm thanh cũng mang theo bá khí chuyển ra khắp bốn phía chủ nhân của con mèo đen này lại càng lo lắng không biết chiến thú của mình bị làm sao mà những chuyện như vậy thì ra ở trong tông môn lại có rất nhiều dần dần đa phần đệ tử bờ bắc bắt đầu đi tìm kiếm nguyên nhân mấy ngày sau đó bạch tiểu thuần từ trong hang luyện dược đi ra hài lòng cầm không ít đan dược dẫn dụ hung thú trong tay chờ tới khi màn đêm giáng xuống hắn vội vã ra ngoài đầu tiên là đi tới diên vĩ phong sau khi đi tới đỉnh núi trong lòng hắn có chút khẩn trương hướng về chỗ hang động của con chim phượng bảy màu nghĩ sẽ nịnh nọt nó một chút vì thế ném một viên tam giai linh dược vào nhưng viên đan dược này vừa ném ra đã ngay lập tức bị bắn ngược trở về còn đập vào ngực của bạch tiểu thuần cường lực rất lớn cũng may bạch tiểu thuần da dày thịt béo nên chỉ hơi thay đổi sắc mặt lùi lại về phía sau mấy bước. Từ bên trong cái hang động đen kịt, con chim phượng bảy màu kia chậm rãi đưa cái đầu thò ra ngoài kêu căng nhìn bạch tiểu thuần một chút trong mắt lộ ra khinh miệt. Không phải nó khinh miệt bạch tiểu thuần, mà là khinh thường hành động hắn ném ra đan dược, giống như là đang nói cho bạch tiểu thuần biết nó tuyệt đối không ăn đan dược do người là đưa cho. Bạch tiểu thuần trợn to mắt vội ho một tiếng. Phượng điều tiền bối, viên đan dược này ăn ngon lắm. Người không thích cũng không sao, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi tới một nơi rất tốt. Nơi đó có thể giúp ngươi thực hiện được tất cả mộng tưởng. Bạch Tiểu Thuần lộ ra bộ dáng nhu thuận, trong lúc hắn còn đang giải thích thì con chim phượng kia bỗng nhiên vung cánh lên. Một cơn gió lớn đảo qua làm cho Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại. Chỉ thiếu chút nữa là rớt xuống vách núi, khiến hắn bị dọa đến tâm can run lên. Vội vội vàng vàng tránh đi. Con chim phượng bảy màu kia lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như là đang cảnh cáo, rồi mới chậm rãi trở về trong hang động. Thôi thôi, con chim phượng bảy màu này tính tình quá tự đại, ta đi tới Lạc Nhật Phong nhìn xem con Tam Nhãn Ô Nha kia xem. Hẳn là tính tình nó không có quá tự đại như vậy đi. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, hạ quyết tâm, ngay trong đêm đi tới Lạc Nhật Phong, đứng ở trước cửa hang của con Tam Nhãn Ô Nha kia. Lại tiếp tục thử thế nhưng chỉ mất thời gian nửa nén hương, bạch tiểu thuần ra đầu tê dại, cấp tốc bỏ chạy, phía sau hắn hắc mang lập lòe. Còn tam nhãn ô nha kia đang nhanh chóng đuổi theo, giống như xua đuổi bạch tiểu thuần xuống núi. Đến lúc này mới mang theo ngạo nghễ quay người bay trở về. Ta hận nhất là chim. Hừ, tính tình của chim đều là tự đại. Chim của chu trưởng lão lại còn biết vu oan cả cho người. Bạch tiểu thuần cảm thấy rất ủy khuất. Hắn cảm thấy mình có hảo ý tặng đan dược. Nhưng những con chim này lại khi dễ mình như thế. Nhưng vì muốn bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất, Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, vì thế ánh mắt lại rơi lên trên khung đính phong, lộ ra vẻ chờ mong. Con thần lằn lớn kia xem ra chính là rất đàng hoàng, hơn nữa cái bụng lại lớn như vậy, hẳn là rất tham ăn. Nói không chừng có hy vọng a, à, Bạch Tiểu Thuần lập tức phấn chấn. Nhanh chóng đi đến khung đính phong, nhưng cũng rất nhanh đã mang theo vẻ mặt cầu xin quay trở về, quần áo đều bị tàn phá con thằn lằn kia cũng không để ý tới viên đan dược mà bạch tiểu thuần ném qua, thậm chí do sốt ruột mà bạch tiểu thuần còn ném tới mấy hạt. Vậy mà cái vọt thẳng ra về phía bạch tiểu thuần lại chính là một chảo. Làm bạch tiểu thuần bị hù phải trốn vội, quần áo đều bị móng vuốt của con đại thằn lằn cào một cái. Mặc dù không làm thân thể bị thương, nhưng y phục lại bị tàn phá không chịu nổi. Về phần đại hộ sơn thú cuối cùng, quỷ nha phong sơn quỷ, bạch tiểu thuần do dự một lúc lâu cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, vào trong đêm một ngày sau đó, cũng lại chạy như bay. con sơn quỷ kia ngược lại lại có tính tình tốt nhất, nhìn cũng không thèm nhìn bạch tiểu thuần, như không thấy hắn tồn tại, cũng không thèm nhìn đan dược mà bạch tiểu thuần ném qua. Bạch tiểu thuần đợi cả nửa đêm cũng không thấy có hiệu quả gì, ngày thứ hai lại đi. Liên tiếp ba ngày, cuối cùng chỉ có thể mang vẻ mặt cầu xin từ bỏ. Bốn đại hộ sơn thú này, con nào cũng khinh người bạch tiểu thuần than thở ở bên ngoài lầu các sầu mi khổ kiềm toàn bộ bờ bắc ngoại trừ một vài chiến thú bạch tiểu thuần không thể trêu chọc hoặc là bị nhốt trong túi nuôi thú không được chủ nhân lấy ra thì những con chiến thú khác phàm là có giá trị thì hầu như đều đã dâng hiến qua về phần những chiến thú của các trưởng lão kia có đại hắc cầu ở đây cũng đều lần lượt bị nó kéo tới nhưng chỗ bốn đại hộ sơn thú bạch tiểu thuần lần lượt thất bại làm cho hắn cực kỳ uể oải nhất là thời kỳ nở hoa của dục thú hoa đã đi qua được hơn phân nửa khiến cho bạch tiểu thuần rất sốt ruột ta muốn ra chiến thú là mạnh nhất trước nay chưa từng có nếu tứ đại hộ sơn thú không đồng ý thì ta liền đi tìm chiến thú so với chúng nó còn lợi hại hơn trong khắp tông môn lợi hại hơn so với chúng nó hả bạch tiểu thuần đang thì thào nói nhỏ bỗng nhiên thân hình chấn động chậm rãi ngẩng đầu hai mắt sáng lên nhìn về phía cổ thú thâm uyên lợi hại hơn so với hộ sơn thú đương nhiên là hộ tông thần thú a thiên giác mặc long nếu như ta có thể khiến nó đến dâng hiến một cái vậy thì cái gì cũng đủ bạch tiểu thuần lập tức hưng phấn hô hấp dồn dập bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nói gì thì nói ta cùng với hộ tông thần thú cũng coi như là có chút giao tình từ lúc ta tới đây mỗi lần qua chỗ kia luyện dược đều sẽ ném vào thâm nguyên một chút mà thiên giác mặc long lão nhân ra nó mặc dù ta chưa từng nhìn thấy nhưng nó lại không có không cho ta luyện dược ở trong đó điều này nói rõ là nó tán đồng ta bạch tiểu thuần càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý càng thêm kích động sau khi sửa sang lại túi chữ vật một chút hắn thở sâu tay áo nhỏ hất lên đi thẳng tới sáu xe nhẹ đường quen vì để bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất bạch tiểu thuần cũng đã liều mạng phi tốc đi đến ở miệng cái khe sáu này, hắn nhìn thấy phía dưới là một mảnh đen kịt giống như là có khói đen che phủ. Thậm chí khi đứng ở chỗ này, hắn đều cảm thấy tứ chi đều lạnh, giống như là đang có từng trận khí lạnh đang không ngừng bay lên từ dưới vực sâu. Thân hình Bạch Tiểu Thuần có chút phát run, hắn sợ mình sẽ rơi xuống, vì thế vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Sau khi nhìn lại vực sâu một chút, hắn cắn răng, lấy ra một viên đan dược ném xuống phía dưới. Thiên Giác Tiền Bối vãn bối là bạch tiểu thuần a à, ngài nhớ kỹ lại đi mấy năm nay ta đều đưa đan dược cho ngài việc này ngài thử nếm xem viên đan dược này có hương vị thế nào bạch tiểu thuần khẩn trương mở miệng hắn chờ nửa ngày thấy không có phản ứng gì nghĩ nhiều khả năng là thiên giác mặc long có khẩu vị khác biệt vì thế lại ném ra một viên tam giai linh dược rất nhanh hắn đã ném ra bảy tám hạt khác nhau đáy lòng có chút như đưa đám cuối cùng dứt khoát đem mấy hạt phát tình đan ở trong tay áo ném cả xuống dưới, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ trời xanh đã định không cho Bạch Tiểu Thuần bồi dưỡng ra chiến thú mạnh nhất? Bạch Tiểu Thuần thỏ dài một tiếng thất lạc đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, sương mù màu đen ở dưới vực sâu bỗng nhiên cuộn trào. Cùng lúc đó, có một âm thanh tang thương từ dưới vực sâu này bỗng nhiên truyền ra. Tiểu bất điểm, đừng thử hảo ý của ngươi ta xin ghi nhận nhưng ta từ ba ngàn năm trước đã không được nếu như ngươi có thể làm cho bản nguyên của ta từ trong khô héo sôi trào dù chỉ sôi trào trong nháy mắt thì điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi a à, bạch tiểu thuần trợn to mắt hô hấp dồn dập bỗng nhiên quay người trong sương mù cuồn cuộn dưới vực sâu lộ ra một đôi mắt con mắt này có rất nhiều màu sắc biến hóa dừng lại lâu nhất chính là màu đỏ tím giờ phút này đang ngóng nhìn bạch tiểu thuần vẻn vẹn chỉ có con mắt đã không chênh lệch bao nhiêu với thân thể của bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần thấy mà trợn mắt há mồm hắn không biết thân thể của thiên giác mặc long này cụ thể lớn bao nhiêu hắn còn mơ hồ nhìn thấy cả sừng rồng ở trong sương mù giờ phút này hắn cẩn thận xác định vừa rồi đích thật là thiên giác mặc long đang nói chuyện lập tức kích động hắn ngẫm nghĩ rồi cắn răng một cái tiền bối yên tâm ta sẽ cố gắng bạch tiểu thuần quay người Ánh mắt lộ ra chấp nhất, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như có thể làm cho con thiên giác Mặc Long này đến dâng hiến một lần, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chiến thú mạnh nhất của mình sẽ hoàn mỹ. Bản nguyên khô héo mà muốn sôi trào thì cần phải có kích thích mãnh liệt. Loại kích thích này, không có gì hữu hiệu hơn so với phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt bay ra khỏi Bách thú viện, thẳng đến Trùng Đạo Sơn. Dựa vào thân phận của hắn, còn có lượng lớn điểm cống hiến đổi lấy đại lượng dược thảo những dược thảo này cơ hồ tiêu tốn hết hơn phân nửa điểm cống hiến của hắn thậm chí một cái túi chữ vật còn chứa không nổi hắn phải dùng tới 7 cái túi chữ vật mới có thể chứa được toàn bộ tên đệ tử phụ trách hối đoái dược thảo nhìn mà trợn mắt há mồm gã đã phụ trách nơi này nhiều năm đây là lần đầu tiên thấy có người tinh thiên động địa như vậy đương nhiên là gã nhận ra bạch tiểu thuần sau khi Bạch Tiểu Thuần đã đi rồi mà tên đệ tử này vẫn còn trợn mắt há mồm. Đã xem Bạch Tiểu Thuần là thần nhân, mà Bạch Tiểu Thuần, sau khi đổi được đại lượng dược thảo, về tới Bách thú viện, trong nháy mắt bắt đầu toàn lực luyện dược. Ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, đã lâm vào trong điên cuồng, ta phải luyện chế ra một viên siêu cấp phát tình đan. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn phải làm cho dược hiệu tăng mạnh sửa chữa lại đan phương tranh thủ để cho dược hiệu có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần thời gian trôi qua rất nhanh đã qua bảy ngày trong bảy ngày này bạch tiểu thuần không hề nghỉ ngơi toàn thân tóc tai bì xù hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện dược ngẫu nhiên con đại hắc cầu kia sẽ kéo theo chiến thú chạy tới thì mỗi lần bạch tiểu thuần cũng đều không nhịn được mà ném cho nó một cái ngọc giản chỉ có thể mở ra trận pháp một lần đại hắc cầu rất thông minh vừa ngậm ngọc giản vừa kéo chiến thú vào trong lầu các tựa như lo lắng nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Tiểu Thuần đã nói thì sau này sẽ không còn có cơ hội mà tới nơi này. Vì thế không những nó dâng hiến mà còn kéo theo cả chiến thú dâng hiến theo. Nó căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần phải để ý tới, chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có ở nơi này, cho nên đại đa số thời điểm, đại hắc cầu kia dâng hiến, đều không hạn chế số lần. Cùng lúc đó, đệ tử bờ bắc cũng dần dần phát điên bọn hắn phát hiện ra chiến thú của mình lại đột nhiên mất tích chờ tới khi tìm được thì thần sắc mỗi con đều khác nhau có ngạo nghễ như mình là chủ nhân của thế giới có nóng này đằng đằng sát khí có say mê mang theo dư vị vô biên đủ loại thần sắc đủ kiểu thần tình mặc kệ cho chủ nhân có câu thông như thế nào cũng không tìm ra được đáp án theo dạng chiến thú thế này tăng nhiều thậm chí còn có một số chiến thú giống như đã từng bị chủ nhân chèn ép quá mức ngày bình thường không dám phản kháng nhưng ở bên trong huyễn cảnh hiển nhiên là đã đắm chìm trong mộng tưởng mình biến thành chủ nhân ở trong thế giới đó, vì thế sau khi trở về, một số con không khống chế được. Lại một lần nữa bày ra khí thế, toàn bộ bờ bắc đều loạn, đến cùng là như thế nào, nhất định là có vấn đề, cha nhất định phải cha ra. Loại tình huống này, ngay cả trưởng lão của bờ bắc cũng đều phát hiện ra chiến thú bên cạnh có lúc như thế. Đệ tử bờ bắc đều đại phát động, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân lại qua ba ngày bạch tiểu thuần cả người đều đã điên giải hắn bây giờ không sợ trời không sợ đất thậm chí còn chạy tới mép vực sâu yêu cầu thiên giác mặc long đưa cho một giọt máu nếu đổi vào lúc khác bạch tiểu thuần tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng hôm nay hắn đã lâm vào trạng thái điên giải căn bản là sẽ không có cân nhắc xem là sẽ xuất hiện hậu quả gì thậm chí sau khi thấy trong vực sâu trầm mặc một thời gian ngắn bạch tiểu thuần còn không nhịn được mà thúc giục rất nhanh, vậy mà thật sự có một đám máu đen bay ra. Bị bạch tiểu thuần thu vào trong một cái bình nhỏ, sau đó vội vàng trở về hang đá, đem nó gia nhập vào trong linh dược tiếp tục luyện chế. Sau 5 ngày, liên tục trong thời gian nửa tháng, bạch tiểu thuần không ngủ không nghỉ điên cuồng luyện dược. Rốt cuộc vào hoàng hôn một ngày này, một viên siêu cấp đan dược đã được luyện chế ra. Tiếng oanh minh vang lên quanh quần. Bạch Tiểu Thuần nhìn viên đan dược lớn bằng khoảng cái đầu ở trước mắt ngửa mặt lên trời cười to. Đan dược này chẳng những lớn mà dược hiệu cũng đạt tới 10 phần. Đặc biệt là khi nó vừa được luyện ra một cái chớp mắt dược hương lan rộng ra khắp bốn phía. Ở trong hang đá, con đại hắc cầu kia đáng kéo một chiến thú chạy tới. Sau khi ngửi được mùi hương này thì thân hình run lên bần bật hú lên ngao ô một tiếng con mắt đỏ ngầu. Quay người bay thẳng ra khỏi bách thú viện không biết là đi nơi nào mà trong rừng cây của bách thú viện vào lúc này bởi vì khí tức này lan ra mà cũng truyền ra vô số tiếng gào thét sao động bạch tiểu thuần thấy chỉ vẻn vẹn có khí tức mà đã có được hiệu quả như thế thì tiếng cười lại càng to thêm vô cùng phấn chấn hắn cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ vì để nắm chắc hơn hắn nhìn xung quanh rồi cầm viên đan dược phi tốc rời đi tìm tới một nơi không có ai chú ý tới đến lúc đó mới lấy nồi quy văn ra bắt đầu luyện linh trực tiếp luyện linh ba lần khiến cho viên siêu cấp đan dược khổng lồ chưa từng có khắp tu chân giới này trở thành yêu dai. Viên đan dược này nhất định có thể thành công. Nếu vẫn không thành, Bạch Tiểu Thuần ta từ nay về sau không luyện đan. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cực kỳ tự tin, mang theo đan dược đi tới khe núi bên cạnh cổ thú thâm uyên. Ném xuống phía dưới, đan dược rơi vào bên trong màn xương màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiểu Thuần đứng ở mép vực sâu chậm rãi chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh đã qua nửa canh giờ dù bạch tiểu thuần có tự tin đi chăng nữa thì cũng đều thấy khẩn trương không thể nào đây chính là dược hiệu gấp ngàn lần lại thêm nửa canh giờ cái chán bạch tiểu thuần đã toát mồ hôi đúng lúc hắn đang lo lắng thì bỗng nhiên sương mù dưới vực sâu cuộn trào mãnh liệt có từng trận gào thét kinh thiên bỗng nhiên truyền ra càng có cuồng phong quét ngang bốn phía bạch tiểu thuần liên tiếp lùi lại phía sau khi nhìn về chỗ đó thì một tiếng oanh minh từ trong vực sâu vang lên trùng thiên. Những sương mù kia tạo thành một cái cột khí cự đại, bốn phía có vô số sợi tơ màu đen vờn quanh. Khiến cho giữa không trung xuất hiện vặn vẻo, Cùng lúc đó, một cái âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui mừng bỗng nhiên truyền ra khắp tư phương. Rốt cục ta, một lần nữa lại cảm nhận được bản nguyên chi huyết sôi trào khi âm thanh này xuất hiện cây cột bằng sương mù kia bỗng nhiên sụp đổ, hướng về bốn phía mà lan rộng. Từ trong vực sâu có một cái móng vuốt cực lớn vươn ra oanh một tiếng, bám vào vách núi bên ngoài vực sâu, làm cho mặt đất run lên một cái. Cái móng vuốt này đen vô cùng. Lần phiến ở trên đó đều lớn bằng một người, vò cùng sắc bén, lộ ra hào quang, lại càng mang theo một cỗ khí thế làm cho người ta run rẩy. Cùng lúc đó một cái đầu khổng lồ giống như một tòa núi chậm rãi nhô ra đó là một con cự long màu đen đỉnh đầu của nó thình lình lại có một cái sừng nó vừa xuất hiện cả trời đất dường như cũng có chút mơ hồ đặc biệt là con mắt của cự long này vậy mà không phải chỉ lớn có một trượng mà sau khi nó mở ra hoàn toàn thì lại càng thêm khổng lồ trên người nó lộ ra vô tận tang thương nhất là ở bốn phía xung quanh cái đầu có thể nhìn thấy vô số vết thương đã khép lại có thể tưởng tượng, con cự long này nhất định là đã từng chém giết vô số năm. Giờ phút này mặc dù nó đã giả thế nhưng khí thế vẫn không giảm đi mà ngược lại còn mạnh hơn. Lúc này nó ngẩng đầu lên trời thét dài. Khiến cho toàn bộ hung thú ở trong cánh rừng đều run rẩy phủ phục một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch tiểu thuần dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhìn con cự long vô cùng to lớn đến khó có thể hình dung ở trước mặt nhất là thân hình đối phương mới chỉ nhô ra có non nửa rõ ràng vẫn còn nửa già đang ở dưới vực sâu hai chân bạch tiểu thuần đều đã mềm nhũn trong đầu không ngừng vang lên những tiếng oanh minh đúng lúc này con cự long kia bỗng nhiên nhìn về phía bạch tiểu thuần cái đầu khổng lồ nháy mắt hạ xuống xuất hiện ở trước mặt bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần cảm thấy áp lực quá lớn cái đầu của đối phương giống như đã thay thế bầu trời khiến cho bạch tiểu thuần khẩn trương vội vàng hô to Thiên Giác tiền bối, ta là Bạch Tiểu Thuần a, à, người nhớ kỹ ta xem, cái viên đan dược kia là do ta luyện. Luyện mất nửa tháng đấy, thiếu một chút là đem cái mạng nhỏ cũng hao tổn không còn mới có thể luyện thành. Thiên Giác Mặc Long lên tiếng, giống như là đang cười, thế nhưng tiếng cười này vẫn làm Bạch Tiểu Thuần rung mình. Lần này, không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thân hình Thiên Giác Mặc Long nháy mắt đã thu nhỏ này, dưới sự chứng kiến tận mắt của Bạch Tiểu Thuần, từ thân hình khổng lồ biến thành một con thằn lằn màu đen lớn khoảng ba trường thậm chí nghĩ kỹ lại thì thấy nó có chút tương tự với con thằn lằn trên khung đính phong con thằn lằn này đi tới trước mặt bạch tiểu thuần móng vuốt ấn xuống mặt đất trong nháy mắt bốn phía đã trở nên vặn vẹo đến khi bạch tiểu thuần một lần nữa nhìn thấy rõ ràng thì mới hoảng sợ phát hiện mình thế mà đã trở về tới lầu các bên cạnh viện từ quả nhiên là dục thú trùng, ngay khi nó vừa được trồng xuống thì ta đã cảm nhận được khí tức của nó. Lấy ảo nhập thần, lấy thần tỉnh bản nguyên, lấy bản nguyên ngưng tụ phản tổ chi huyết, huyết mạch của ta có thể thông qua nó mà có thể tiếp tục truyền thừa. Thiên giác mặc long giống như đang cảm khái, không để ý tới bạch tiểu thuần. Mà nhoáng một cái đi tới gần dục thú hoa. Bông hoa này run rẩy, bỗng nhiên mở ra, hướng về thiên giác mặc long nuốt một cái. Thiên giác Mặc Long không chống cự, mang theo vẻ chờ mong, trực tiếp bị nuốt đi vào. Bạch Tiểu Thuần lo lắng đứng ở một bên, nhìn vào trong dục thú hoa. Không biết là Thiên giác Mặc Long đã đắm chìm bên trong huyễn cảnh gì, nhưng cũng không giống với những con thú khác nằm im không nhúc nhích, mà lại truyền ra những tiếng gào thét buồn buồn. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, hắn cảm thấy lần này mình đã làm lớn chuyện rồi. Hắn rất lo dục thú hoa của mình sẽ không chịu nổi sự kinh khủng của Thiên giác Mặc Long dưới sự cầu nguyện của hắn, hai canh giờ sau thiên giác mặc long bay ra, thần sắc nghiêm nghị, sau khi trầm ngâm một lát, không ngờ lại tiếp tục lao vào. Thời gian trôi qua, 9 ngày sau, bạch tiểu thuần ngơ ngác nhìn thiên giác mặc long, thế mà lại vượt xa đại hắc cầu, liên tiếp dâng hiến hơn 50 lần, lúc này mới mang theo cảm khái bay ra. Huyễn cảnh tuy tốt nhưng trung quy cũng chỉ là chuyện cũ. Tiểu bất điếm, ngươi rất không tệ, sau này nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta chỉ cần không phải là sự tình gì quá lớn, ta đều có thể giúp ngươi. Còn hộ tông thần thú của Linh Khê Tông này, âm thanh giống như chuông lớn, rất là thưởng thức nói với Bạch Tiểu Thuần. Đang định rời đi, Bạch Tiểu Thuần trần trừ một chút, hắn cảm thấy mình lần này thật sự là đã giúp tông môn làm ra một cái thiên đại hảo sự. Vì thế hắn vội vàng mở miệng, thiên giác tiền bối, người có thể đem tứ đại chiến thú hộ sơn gọi tới được không? Để cho bọn chúng cũng dâng hiến một lần còn có cả chiến thú của mấy trưởng tọa bạch tiểu thuần chờ mong nhìn về phía thiên giác mặc long mấy tiểu bất điếm kia à chuyện nhỏ thiên giác mặc long nhếch miệng cười một tiếng rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hút nhẹ một cái bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy thiên địa đều bị bóp méo một cái trong chốc lát chim phượng bảy màu tam nhãn ô nha sơn quỷ còn có cả con thằn lằn của khung đính phong nháy mắt đều đã xuất hiện ở trước mặt thiên giác mặc long sau lưng bọn chúng là chiến thú của mấy vị trưởng tọa. Những con chiến thú này sau khi xuất hiện thì đều run rẩy. Tam nhãn ô nha cùng với chim phượng bảy màu run rẩy, Trong mắt lộ ra sợ hãi, còn sơn quỷ thì cũng run run nằm dạp xuống mặt đất. Về phần con thần lằn của khung đính phong kia thì hai chân lại càng mềm nhũn nằm bẹp xuống. Còn về phần mấy con chiến thú của các vị trưởng tỏa lại càng không chịu nổi. Bạch tiểu thuần cuồng hì. Nhìn những con chiến thú đã từng không có ai sánh nổi ở trước mắt giờ phút này đều ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Thiên Giác Mặc Long, từng con lần lượt nhảy vào bên trong dục thú hoa. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mỗi một con đều mang thần sắc kinh ngạc khác nhau rời đi. Thiên Giác Mặc Long cũng rời đi, trước khi đi còn tán thưởng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to hắn phấn khích nhìn dục thú hoa lúc này đang từ từ thu nạp, không hề phóng xuất ra khí tức mà đã bắt đầu muốn thai ngén ra chiến thú trong lòng tràn đầy vui sướng. Lại càng có cả kiêu ngạo, hắn cũng nghe nói đám đệ tử bờ bắc đang điều tra nguyên nhân chiến thú sao động lại càng thấy đắc ý hơn. Chiến thú mạnh nhất của bạch tiểu thuần ta sắp ra đời. Hừ hừ, đám đệ tử bờ bắc các ngươi hãy run rẩy đi. Chiến thú mạnh nhất của ta đây, ta đã nghĩ cho nó một cái tên rất hay rồi. Nó gọi là thiết đản. Các ngươi không cho ta mượn chiến thú thì cũng thôi, lại còn vu oan cho bạch tiểu thuần ta. Chờ đến khi các ngươi điều tra ra nguyên nhân chiến thú sao động biết được chiến thú của các ngươi đều đã từng ở chỗ này dâng hiến. Thì bạch tiểu thuần ta đã trở lại bờ nam rồi. Ha 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 bạch tiểu thuần hất cầm tay áo nhỏ hất lên bày ra bộ dáng cao thủ trên mặt không thể che giấu được đắc ý nhưng khi mà bạch tiểu thuần đang vô cùng vui sướng đắc ý thì đột nhiên hắn cảm thấy hình như đang có một đảo ánh mắt rơi lên trên người mình hắn kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy ở cách đó không xa bên cạnh lầu các không biết từ lúc nào xuất hiện một con thỏ đang dựng thẳng lỗ tai xuất quỷ nhập thần người 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 cái con thỏ bếp xếp chết bầm này tại sao lại ở chỗ này bạch tiểu thuần ngây người phát ra một tiếng hét thảm người 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 cái con thỏ bếp xếp chết bầm này tại sao lại ở chỗ này cái con thỏ kia cũng ngây người phát ra một tiếng hét thảm cấp tốc bỏ chạy tốc độ cực nhanh đại hắc cầu so với nó cũng phải kém nháy mắt đã biến mất không thấy a à, a à, đừng nói ra đã biết sở thích của con thỏ này, nên Bạch Tiểu Thuần vô cùng gấp gáp, nháy mắt đã phóng vọt ra, đôi cánh sau lưng nhanh chóng xuất hiện, định đuổi theo nó. Có điều tốc độ con thỏ này lại quá nhanh, hắn chỉ nghe được thanh âm của nó từ nơi xa xa vọng lại. A à, a, à, đừng nói ra. Đuổi theo nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng phát hiện bản thân đã ngưng khí tầng 10 thế nhưng không thể đuổi kịp con thỏ kia. Tốc độ của nó quá nhanh đến mức không thể tưởng tượng được như có thần linh phụ trợ vậy. Xong, xong rồi, Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn con thỏ phóng mất dạng trong chớp mắt mà cả người run rẩy. Lúc này, hắn như thể bị sét đánh ngang người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con thỏ lẻo mép như cơn ác mộng của hắn vậy mà cũng đi tới bờ bắc này. Vừa rồi ta đã nói gì vậy? Con thỏ kia nghe được bao nhiêu đây? Bạch Tiểu Thuần dùng hết sức vò đầu bứt tóc một hồi. Suýt khóc, cái con thỏ lẻo mép xuất quỷ nhập thần này khiến Bạch Tiểu Thuần như muốn phát điên lên hắn cảm thấy nếu cứ như vậy mãi hẳn sau này nhất định sẽ bị bóng ma tâm lý thậm chí không chừng sau này sẽ cứ mãi trầm mặc mất hắn từng hối hận không chỉ một lần chuyện tại sao lại cho con thỏ ăn quái đan sáng tạo ra một con thỏ lèo mép để cho hắn phải luôn nghiến răng nghiến lợi như vậy con thỏ đang chết kia chắc là nó không nghe thấy nhất định là không nghe thấy nếu không trước khi chạy đi nó đã bắt đầu mách lẻo rồi mới phải tâm thần bạch tiểu thuần lo lắng không yên khóc không ra nước mắt lúc này hắn đành ủ ê mặt mày tự an ủi chính mình cũng không còn cách nào khác bắt không được con thỏ lẻo mép đó đối phương cũng giống như một cái đan lô tùy thời có thể nổ tung một khi nổ tung hẳn sẽ là kinh thiên động địa bạch tiểu thuần khẩn trương quay trở lại lầu các tranh thủ thu xếp hành lý chuẩn bị tất cả để có thể tùy thời mà rời khỏi bờ bắc trở về bờ nam hắn nhìn dục thú hoa đầy lo lắng, còn ba ngày nữa là có thể sinh ra một chiến thú cường đại nhất ba ngày. hai mắt của bạch tiểu thuần cũng đỏ lên, đang lúc lo lắng chờ đợi thì đại hắc cầu lại kéo theo một chiến thú tới. bạch tiểu thuần tranh thủ cản lại rồi rất nghiêm túc khuyên bảo đại hắc cầu đừng tới đây phụng hiến nữa, cũng không cần chiến thú nữa. đại hắc cầu lập tức không vui, bèn nhe nhanh hướng về bạch tiểu thuần, dáng vẻ đầy hung hãn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy đột nhiên cũng hơi động lòng, bèn ho một tiếng. Cũng không phải là không thể thế này, bờ bắc này có một con thỏ xuất quỷ nhập thần, ưa thích mách lẻo, ngươi đi bắt nó về đây. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ nghi hoặc, Bạch Tiểu Thuần đành vừa nói vừa khoa tay lại một lần nữa. Cuối cùng, dường như nó đã hiểu bèn quay người nhoáng cái đi mất, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới nơi xa. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng Đại Hắc Cẩu đi xa, ánh mắt đầy mong chờ cố gắng lên, nếu ngươi có thể bắt được con thỏ kia ta sẽ liều mạng hết thảy đi tìm một hạt dục thú trùng nữa giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới sự kinh khủng của con thỏ lẻo mép, lại thở dài, rồi quay về viện đầy lo lắng mà chờ đợi. Rồi một ngày nữa nhanh chóng trôi qua. Trong một ngày này, Bạch Tiểu Thuần luôn dựng thẳng hai tay nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy đám đệ tử bờ bắc mấy ngày này được phát động tìm kiếm nguyên nhân khiến đám chiến thú biến hóa, mà phía bạch tiểu thuần lại là nơi trong điểm nghi ngờ, thậm chí có không ít người còn đến nơi này nhìn ngó qua một lượt. Cũng may là bạch tiểu thuần che giấu kỹ, dục thú chủng tại hậu viện. Nếu không đến gần thì cũng không thể nào phát hiện ra được. Hơn nữa bạch tiểu thuần chủ yếu ra ngoài vào đêm khuya tốc độ lại cực nhanh nên không bị lộ sơ hở. Cho nên mặc dù hoài nghi hắn nhưng không có chứng cứ cuối cùng những đệ tử kia chỉ đành rời đi. Thế nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương. Qua thêm một ngày nữa, bờ Bắc cũng một mực không tìm ra được nguyên nhân khiến đám chiến thú biến hóa như vậy nên càng điều tra thêm kỹ lưỡng hơn. Nhất là khi đám chiến thú càng sao động liên tục như vậy, khiến thanh âm giận dữ và kinh hô không ngừng được truyền ra. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không phải có trận ôn dịch nào đó chứ cũng không giống a, à, làm gì có trận ôn dịch kiểu như vậy? Không thích hợp, quá không thích hợp. Bờ bắc nhiễu loạn cũng dần lan truyền ra, rất nhiều đệ tử ngoại môn tham dự vào, toàn bộ đệ tử nội môn cũng xuất động, thậm chí trường tòa cũng xuất hiện. Cuối cùng, khi dục thú hoa còn nửa ngày nữa thì kết quả quá trình tận lực điều tra của tông môn cũng phát hiện ra được một manh mối. Con giả hành thú đã từng thuộc về Bắc Hàn Liệt, mấy ngày nay, con thú này đều âm thầm xuất hiện rồi nhanh chóng bắt một con chiến thú lôi đi tuy không biết đi đâu nhưng lúc nó đem chiến thú trở về thì thần sắc của chúng nó cũng rất khác nhau đi tìm con thú kia lúc này từng tên đệ tử đều nổi lên lửa giận phừng phừng đồng loạt xuất động khắp các ngọn núi toàn bộ bờ bắc đều tiến hành truy lùng với cường độ như vậy thì bọn hắn nhanh chóng phát hiện được con đại hắc cầu phía sau núi đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy một con thỏ tốc độ của con thỏ cực nhanh đang rất vội vàng mà chạy sau lưng nó là con đại hắc cầu đang toàn lực đuổi theo, dưới mắt đám người này. Một chó một thỏ vậy mà đang cấp tốc chạy loạn, nếu thế thì cũng thôi đi, rất nhanh. Vẻ mặt các đệ tử đều biến sắc khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của con thỏ đang bị đuổi bắt truyền ra một loạt. Mỹ hương sư muội ta lấy thân phận trưởng tòa quỷ nha phong mà thề. Tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Hậu đoạt được nàng đấy. Tông trưởng lão, ngươi thật là xấu. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần ta thật sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Chiến thú mạnh nhất của Bạch Tiểu Thuần ta đã sắp ra đời. Hừ hừ, các đệ tử Bờ Bắc các ngươi run sợ đi. Các đệ tử Bờ Bắc các ngươi run sợ đi. Các ngươi không cho ta mượn thú cũng thôi đi, còn nói xấu Bạch Tiểu Thuần ta. Chờ tới khi các ngươi điều tra ra được nguyên nhân đám chiến thú sao động biết được đám chiến thú của các ngươi đều đã từng ở chỗ ta phụng hiến sinh mệnh bản nguyên thì Bạch Tiểu Thuần ta đã trở lại bờ nam rồi a. À. Ha 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 ha. Theo sau con thỏ đang chạy vội, từng lời nói đầy âm sắc như thật truyền ra khiến tất cả đệ tử truy đuổi đến nơi này đều trợn tròn hai mắt. Lúc đầu bọn họ còn có chút choáng váng mặt mày, chỉ là sau khi nghe được câu cuối cùng, tất cả mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ, cái con thỏ cực kỳ quỷ dị trước mặt chính là do Bạch Tiểu Thuần sáng tạo ra, lại rất thích mách lèo. Đến khi con thỏ nói xong hết thì thân thể của toàn bộ đám đệ tử bờ bắc đều chấn động mãnh liệt cả đám trợn tròn hai mắt hơi thở dồn dập nhìn con thỏ vừa chạy trốn khỏi đại hắc cầu. Vừa luôn miệng hô hào, vừa cấp tốc đi xa. Phụng hiến sinh mệnh bản nguyên. Tìm được nguyên nhân chiến thú sao động thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã rời khỏi bờ bắc từ lâu bạch tiểu thuần toàn bộ đệ tử bờ bắc đều gào giống lên nhất là những người có chiến thú sao động trong mấy ngày nay ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo triển khai toàn bộ tốc độ ầm ầm kinh thiên động địa sông thẳng đến bách thú viện từng lời của con thỏ trong lúc nó đang chạy loạn không ngừng truyền ra rất nhanh thanh âm cũng dần lan truyền khắp mọi nơi ở bờ bắc tất cả đệ tử bờ bắc đều nghe thấy từng người trợn tròn mắt rồi từng đợt giống giận nhanh chóng truyền ra đầy kinh thiên động địa khắp cả bờ bắc. Bạch Tiểu Thuần, nguyên lai là do hắn làm, hắn còn muốn trốn về bờ nam, đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Tất cả đệ tử bờ bắc đều trở nên điên cuồng, cả đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, còn có phần lớn các trưởng lão cũng xuất hiện, đều lao thẳng đến bách thú viện. Cùng lúc đó, tại một nơi trong bờ bắc con thỏ xuất quỳ nhập thần đã cắt đuôi được đại hắc cầu. Nó đang vọt phóng đi thì đột nhiên khựng người lại trước mặt nó lúc này vô thanh vô tức lại xuất hiện một con khỉ già, sắc mặt đầy ngưng trọng nhìn lấy con thỏ. Toàn thân nó tản ra khí tức tang thương, đồng thời còn có cả sát ý. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Thần sắc con thỏ trong nháy mắt chợt ngưng trọng, quan sát con khỉ già, trên người cũng tản ra khí tức tang thương và sát ý, nghiêm túc nói. Thỏ, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ tàn khốc trong mắt con khỉ chất lóe lên, lao thẳng tới con thỏ ánh mắt con thỏ cũng lóe lên vẻ tàn khốc rồi nhanh chóng chạy trốn, một thỏ một khỉ, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần đang khẩn trương chờ đợi bên trong bách thú viện, chỉ còn chưa tới hai canh giờ nữa là chiến thú mạnh mẽ nhất của hắn sẽ được sinh ra. Nhưng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng âm thanh nổ vang. Theo đó là từng đạo thân ảnh mang theo vẻ phẫn nộ cấp tốc lao tới. Bạch Tiểu Thuần, tất cả đệ tử bờ bắc đều mang theo lửa giận trong nháy mắt đã tiến gần tới đây. Khi thấy bọn họ đánh vỡ các trận pháp âm thanh nổ tung kinh thiên, trận pháp lầu các dung chuyển, bạch tiểu thuần trợn to hai mắt. Trong lòng giật thót lại, các ngươi định làm gì vậy? Ta là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn ta. Ngươi là ai cũng vô dụng thôi. Đệ tử bờ bắc lúc này đầy kích động, người đông thế mạnh. Bèn hét lớn lên rồi tiếp tục đánh vào trận pháp. Rất nhanh, trận pháp lầu các truyền ra thanh âm nứt vỡ ken két với sự oanh kích của đám người này thì hẳn sẽ nhanh chóng vỡ nát. Ra đầu bạch tiểu thuần đầy tê dại, hắn phát hiện đệ tử bờ bắc quả thật quá hung tàn. Bờ nam chẳng qua chỉ ném đá tảng nhưng bọn họ lại ra tay thật sự. Với tình cảnh này chỉ cần mỗi người bọn họ dùng một ngón tay thôi cũng dư sức đâm mình thành thịt nát rồi. Giết người, bạch tiểu thuần kêu lên thảm thiết rồi vội lùi về phía sau. Trong lòng hắn lúc này dâng đầy oan ức đám đệ tử bờ bắc qua coi thường người đi, đầu tiên là khiêu khích sau đó là nói xấu. Lúc trước bản thân hắn cũng chỉ bắt đám chiến thú phụng hiến một chút mà thôi, kết quả là cả đám lại muốn giết chết mình. Ngay khi hắn vừa lùi lại thì trận pháp cũng nổ ầm một tiếng rồi sụp đổ. Mấy vạn đệ tử bờ bắc bên ngoài đầy phẫn nộ, đang muốn xông vào thì đột nhiên có bốn tiếng hử lạnh từ trên bầu trời truyền tới. Bốn vị trưởng tòa trong nháy mắt đã hàng lâm ngăn cảm đám đệ tử đang phát cuồng này. Bà lão Diên Vĩ Phong quét mắt qua đám đệ tử bờ bắc một cái. Trưởng tòa, chúng ta, có đệ tử không phục đang định mở miệng kêu oan. Cầm miệng, các ngươi vây công bách thú viện thế này, còn ra cái thể thống gì? Bà lão Diên Vĩ Phong quát lên, thanh âm như sấm khiến các đệ tử chấn động, mọi người cũng lo lắng không yên. Đúng, các ngươi vây công bách thú viện thế này, thật quá đáng quá rồi. Bạch tiểu thuần thở phào nhẹ nhõm cũng đứng một bên đầy nghiêm túc tiếp lời. Người cũng câm miệng, bà lão quay đầu hung hăng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đang định nói tiếp thì chợt bà mở to hai mắt nhìn về phía dục thú hoa ở hậu viện. Hít vào một hơi lạnh. Bà trưởng tòa khác cũng run rẩy cả người, đồng loạt nhìn về phía dục thú hoa, lập tức thất thanh. Dục thú trùng, thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.